Cổ phiếu KTS đã mất 64%, cổ phiếu SLS cũng giảm gần 60%, LS và SPT giảm lần lượt khoảng 45% và 50%. Theo đuổi đầu tư cổ phiếu mía đường được 2 năm nay, nhưng nhà đầu tư này không khỏi ngỡ ngàng về tốc độ giảm giá của các cổ phiếu mía đường trong một năm qua. Cái giá đường bị giảm rất là mạnh, giảm đến 40-50%. Cho nên là cái lợi nhuận của các công ty ngành mía đường là bị giảm sút rất là nhiều, cho nên là tôi đã không đầu tư nữa. Theo chính các doanh nghiệp trên sàn, sự sụt giảm lợi nhuận của niên độ 2017-2018 là nguyên nhân chính đẩy giá cổ phiếu đi xuống. Mía đường Lam Sơn lợi nhuận giảm 97%, mía đường Kon Tum cũng giảm 78%, hay mía đường Sơn La cũng ghi nhận giảm lãi 29%. Năm vừa rồi thì quả thật là lợi nhuận nó giảm sút thật sự. Các nhà máy đường cũng gặp khó khăn. Thực trạng canh tác mía manh mún, diện tích nhỏ, năng suất thấp nhiều năm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, làm cho chi phí đầu vào vẫn cao trong khi giá bán đường rơi về đáy 5 năm qua, dẫn tới biên lợi nhuận của doanh nghiệp ngày càng thu hẹp. Cái việc chi phí sản xuất trồng đường, trồng mía hiện đang rất là cao, thường phải gấp rưỡi so với các nước trong khu vực hoặc những cái nước sản xuất lớn trên thế giới, ví dụ như Brazil hay là Úc. Trong khi lượng đường tồn kho tại nhiều công ty chiếm khoảng 1/3 tổng tài sản, thì đường nhập lậu giá rẻ đang cạnh tranh trực tiếp với đường trong nước. Gần với một cái nước Thái Lan là một cái nước họ sản xuất đường gấp 15 lần của chúng ta. Thế do đó nên cái sản lượng đường của họ vào Việt Nam qua các đường biên giới từ Campuchia, từ Lào, rồi qua rất nhiều cái biên giới khác, cho nên là có thể nói là giá cả nó đảo lộn rất nhiều.